Hòn Phà là một điểm nhấn trong số những tuyến du lịch sinh thái tại Côn Đảo thu hút nhiều du khách. Trải rộng gần 6 km vuông, Hòn Phà có diện tích lớn thứ ba trong 16 hòn đảo thuộc quần đảo Côn Sơn và tiếp giáp với đảo lớn Côn Sơn về phía tây nam. Hai đảo này chỉ cách nhau bằng khe nước gọi là Họng Đầm hay Vịnh Bến Đầm, không quá 50 mét. Trên Hòn Phà có núi Bà cao 321 mét. Trên đảo Hòn Phà bắt nguồn từ truyền thuyết, chúa Nguyễn Ánh bị quân Tây Sơn truy đuổi đã chạy ra Côn Đảo, mang theo khoảng 100 gia đình thuộc hạ và một số bầy tôi thân tín. Thời gian sau, chúa Nguyễn có ý định đưa con trai cùng ấn tín sang Pháp cầu viện. Bà Thứ Phi Phi Yến cùng theo chúa Nguyễn chạy ra Côn Đảo, lên tiếng khuyên can chồng không nên nhờ vả ngoại bang, khiến chúa Nguyễn nghi ngờ vợ có ẩn ý thông đồng với quân Tây Sơn, đã ra lệnh xử chém bà. Một số quan trung thần xin giảm án cho bà, chúa Nguyễn đổi hình phạt giam Thứ Phi Phi Yến vào một hang đá trên hòn đảo Hoang Vắng để bà tự chết. Hòn đảo giam bà Thứ Phi ngày ấy được lưu truyền thành Hòn Phà. Nằm ngay sát đảo lớn Côn Sơn nên từ thị trấn Côn Sơn sang Hòn Phà có thể đi bằng đò và khởi hành tại cảng Bến Đầm khoảng 20 phút. Điều dễ nhận thấy trước tiên, Hòn Phà còn nguyên nát hoang sơ. Bờ biển bao quanh Hòn Phà hầu như chỗ nào cũng là bãi tắm tuyệt mỹ với cát mịn, thoải rộng và làn nước trong vắt, để ta vừa thỏa thích bơi lội vừa lặn ngắm hàng chục loài san hô lung linh sắc màu, khám phá các loài sinh vật của đại dương bao la. Vào mùa mưa, sau khi tắm biển, du khách còn có cơ hội ngâm mình tắm suối dưới làn nước trong mát ngay bìa rừng gần bãi biển. Khách du lịch thường đến đây trải nghiệm là về tham quan đỉnh Tình Yêu, lên đỉnh Tình Yêu để ngắm về cả Hòn Phà và ngắm về cả Bến Đầm. Thứ hai nữa là đi qua tham quan cây cóc đỏ là cây di sản của Việt Nam. Thì họ chia sẻ thì tài nguyên thiên nhiên ở đây nó đa dạng, đặc biệt là về thực vật cũng như là về động vật. Về môi trường thì trong lành và sạch sẽ. Không chỉ làm mê đắm lòng người bởi biển trời trong lành, Hòn Phà còn làm mê đắm bất kỳ ai đặt chân lên đảo bởi sinh cảnh rừng núi được thiên nhiên kiến tạo như tuyệt tác. Từ trạm kiểm lâm Hòn Phà, khách du lịch đi bộ xuyên qua rừng khoảng 20 phút về phía tây là đến bãi Đầm Quốc để khám phá hệ sinh thái rừng ngập mặn nguyên sinh với rất nhiều loài động thực vật quý hiếm như sóc đen, khỉ đuôi dài, kỳ đà và nhiều loài chim rừng độc đáo. Đặc biệt nơi đây có cây cốc đỏ đã gần 300 tuổi và được công nhận là cây di sản Việt Nam. Cây cốc đỏ này thì là nó là thuộc loài cây rừng ngập mặn và nó cũng là thuộc loài cây quý hiếm. Vì vậy cho nên nó là được đưa vào sách đỏ Việt Nam năm 2017 vào phần là sắc nguy cấp. Thì là về cây cốc đỏ này thì Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo công nhận cái di sản thì là để là tạo một điểm đến mới, để tạo nên thu hút sức du hút cho du lịch sinh thái không những ở trong vườn quốc gia Côn Đảo mà mở rộng hơn là ở huyện Côn Đảo. Mà quen du lịch địa điểm ở khu vực Côn Đảo và ra khu vực ngoài Hòn Phà, thấy phong cảnh của khu vực ngoài cũng đẹp, và đi qua khu rừng thì có nhiều cây cối và có những cây văn hóa di sản như cây cóc đỏ gần ngoài 400 năm, và khu đi tiếp ra đó là các khu rừng ngoài vườn rừng ngập mặn. Trên Hòn Phà có dãy núi với một đỉnh cao và một đỉnh thấp gắn kết thành hình đôi trai gái tựa đầu vào vai nhau. Đỉnh cao của dãy núi này là 352 mét so với mực nước biển. Từ đây, ta có thể phóng tầm mắt quan sát toàn bộ vịnh Bến Đầm, các đảo xung quanh và toàn cảnh Hòn Phà trùng điệp. Có câu chuyện lưu truyền, một họa sĩ ra đảo đã vẽ bức tranh về Hòn Phà. Dưới góc nhìn người nghệ sĩ, hai đỉnh núi cao thấp trên Hòn Phà khắc họa biểu tượng của tình yêu. Và cứ thế, cái tên đỉnh Tình Yêu dần dần đi vào tâm thức nhiều người, cả du khách lẫn cư dân đảo. Đỉnh Tình Yêu ở Hòn Phà Côn Đảo còn là nơi khoảnh khắc hoàng hôn lắng động đẹp nhất tại Côn Đảo.